Mới tới thì nè. Hả? Mới tới ha. A Di Đà Phật. Cúng kính lên hương cụ quyền khất tổ chứng long thiền. Nay con thỉnh độ quy y Phật dưới trí ốc tu hiền tạo phước duyên. Minh Tăng xin chào mọi người ha. Thì mình nghe cái tin là anh Phanh đi vô bán cái số xong rồi đi vô chùa tu ha mọi người, đi vô làm công quả. Thì mình vô cái chùa này thì anh ấy trong đây ha mọi người. Phanh rồi. Phanh rồi. Chào thầy. Anh Phanh ở đây nè hả? Anh Phanh ở trong đây hả anh Phanh? Bán cái số bệnh vô đây ha. Chí ấu tôi lớn lên, chén lớn lên. Chén lớn lên. Nam mô A Di Đà Phật. Cúi kính linh hương cụ quyền thất tổ chứng lòng thiền. Nay con thịnh nộ quy y Phật dưới trí óc tu hiền tạo phước duyên. Anh có một tay hành cấm gian hơi khó không người? Thầy mới mất, mới biên tịch, chủ trì chùa. Và đây cái này, đốc này cái này. Có, đây. Có tiền nhang. Dạ, đốc này. Ngoài kia kính văn ơi. Cắm tiền nhang. Bộ không tốt. Ủa. Anh vô đây hồi nào tới giờ anh Phanh? Mới tới thì nè. Mới tới ha. A Di Đà Phật. Cúi kính lên hương cụ quyền khất tổ chứng long thiền. Nay con thịnh nộ quy y Phật dưới trí ốc tu hiền tạo phước duyên. Là vô đây anh quét hay gì anh Phanh? Quét cứ ghét rồi ha. Quét để mượn chổi không quét? Mình đứng đây hỏi mượn chổi đi. Chổi bên đâu bên đây anh Phanh? Đây lấy ngang cũng được mà mình chưa có như mới biết thì nói từ từ. Ủa anh buồn hay gì anh vô chùa anh vô chùa thì mà thanh tịnh hay gì anh vô chùa thì chỗ nó thanh tịnh, ngoài đời thì mình buồn chút đỉnh thôi, mà vô chùa thì thấy mình cũng rất là vui vẻ lắm. Bây giờ vô tới chùa rồi, để coi bác ngoài này trước đi. Ở ngoài trước, ngoài trước đi. Nghe anh Trinh Thanh đi vô chùa làm công quả nha. Tự nhiên là
là chú rất là muốn đi vào đây làm công quả hả chú? Là có cái tự nhiên cái cảm nghĩ kêu hay là có cái gì để cái động lực nào mà chú đi vào đây không? Mình cảm nghĩ là trong đây là mình là một người tu tâm sửa tánh, mình giác ngộ thì cũng như là người mình tu hành. Rồi nãy chú hỏi anh Phanh có cúng giấy gì mong chị hiền mau hết bệnh gì không? Cái cúng kiến lại Phật thì có, mà giấy hiền thì chưa giấy, tại vì mình cũng như mình để dân giấy giết là sợ nên tao cự tôi. Sao cười, mình cúng giá để cho chị hiền mau hết bệnh sao cười? Tôi có cúng kiến ở nhà rồi, nhưng mà phần đến đây mình cúng kiến nữa là cái phần đó nó cũng tốt để mà phù hộ độ ông bà, phù hộ độ đất nước ông bà, hai ba chỗ lận, phước mặt phước mày. Ở đây là chùa là Phật thì lớn nhất rồi đó, thì mình cúng lại Phật, thì dân giá sao cũng được. Thì có dân giá thì tôi cũng biết dân giá rồi, chứ tôi không có để mà quên lãng gì là không được. Rồi ngày nào anh cũng đi vô đây chứ hả anh Phanh? Thì lâu lâu vô bữa hả, cũng như ở nhà mất công chịu rồi. Không ở không đi ha? Không có không đi đó. Rồi bữa nay bán vé số nghỉ sớm mà anh vô ha? Nghỉ sớm rồi mới vô chùa nè. Vô chùa cái mình chào thầy, chào mừng đệ tử, rồi mình quét dọn cái mình cúng lại niệm Phật. Đó mình nghĩ như là con cháu Phật đi, để con cháu Phật độ, Phật độ mình sống lâu dài trường thọ gần trăm tuổi gì đó. Hiện Phanh đi bán số gì vô làm công quả trong chùa hả mọi người? Đi quét mà. Ngồi gần trước quét lá đa nữa. Lá bồ đề. Cây bồ đề. Anh vô đây anh thấy có thoải mái trong lòng không anh Phanh, vui không? Cũng thoải mái lắm. Thoải mái ha? Chỗ chùa rộng rãi mà cũng có nhiều cái cảnh nó rất rất đẹp. Rất đẹp ha? Khi mình gặp người mình cũng chào hỏi. Mà em nói thiệt anh ha, anh vô đây anh có bớt nhớ vợ không? Vô đây thì cũng như mình bớt chút xíu vậy thôi. Bớt chút xíu ha? Vô đây là rất tiếc mình chưa gặp thầy. Lòng mình vô đây nó thanh tịnh hơn ha anh Phanh? Thanh tịnh hơn. Rất tiếc là gặp đệ tử mình chào hỏi cũng vui mà rất tiếc còn thầy nữa. Chùa này Hương vợ anh có đi vô đây không? Không có vô, tại nó không có biết chỗ này. Không biết ha? Không biết, nó chỉ là xin cơm từ thiện rồi, cơm từ thiện là nó về thôi. Thì hồi nãy em tụi em đi cũng hỏi dài nè, hỏi có gặp anh cục tay đi vô chùa không, người ta chỉ nói anh làm công quả trong chùa. Rồi cái này lỡ ấy rồi, cái này mình không có jeep dài, không quét quét chỗ khô á. Đúng rồi. Jeep dài không có, để đi ra trước đi, ra trước mình đi cái đường này đi. Anh Phanh chắc ở đây gần ha, biết đường đi lối ra chừng ha. Anh Phanh ở đây lâu lắm rồi. Cái gì đẹp của anh Phanh chút nữa anh Phanh ra đó ngồi đẹp anh Phanh. Sơ đi, nhà lá đa mình vắt lá đa đi. Vắt lá đa. Vắt lá bồ đề, vắt lá bồ đề đi. Lá quá bồ đề đi. Chắc cũng buồn hay gì đó. Buồn chắc cũng nhớ vợ nên là thôi vô chùa làm cho nó đỡ buồn nè. Buồn tình hả anh Phanh? Nó cũng phai phả gì đó, nó cũng thoải mái. Buồn tình quá rồi anh vô đây anh tu luôn không? Tu thì cũng vẫn được, nhưng mà mình tu ngày nào tính ngày nấy đi, cũng như giờ công chuyện mình cũng còn lo bằng ăn chứ lắm. Mình chưa nói trước được ha. Chưa có biết trước được. Chứ mình là tu đi, chứ mình đừng có buồn ra suy nghĩ, nhớ chị hiền quá tự dặn chú. Đâu có chuyện đó đâu. Ai cũng muốn sống cho nên mình đừng có tự dặn. Con kiến còn muốn sống mà. Đó là chết trước chết tối. Không có đầu thai, người ta không có nhận mình. Trước tối là không đầu thai đó. Nếu mà người nào giác ngộ, người nào có biết một cái sự của mình là một cái sự thật để anh em ta chứng kiến là người chết đó mình phải dân giấy, phải cúng lại người chết, hoặc là mình biết tên họ sống sao thác vậy, phù hộ độ gia đình mạnh giỏi, người mần ăn may mắn, đừng ai phá phế, phát tài phát đạt,
Thì sau này trở thành người sang trọng gì đó. Chứ... ngày Tết không có vô đây không anh Phan? Tết không có Tết vô. Dầm đồ gì à? Chờ Tết đi chơi phè phẩm đâu vô chùa được. Tết đi chơi phè phẩm. Ừ, rất tiếc chùa thì biết rồi đó mà. Có khi mình đi tới Trung An thì thấy cũng vui rồi. Trung An thì cũng có cái định Trung An, nó cũng lớn hơn ở đây. Thì cái định cái chùa ở đâu mình cũng phải là tự tin là cái chỗ là Phật. Trước Phật, Phật trời, rồi người tu. Ở đâu mình cũng tưởng tượng nhớ gì hết á. Hả? Chú Út lãnh quét cái này có lãnh lương không? Không có anh lương đâu, cái này chứ mình quét. Con là suy nghĩ có đó, biết sao có không? Lương á là lương về Tây Phương á. Mình quét cái này là mình lãnh được cái lương về Tây Phương á. Cây bồ đề này nhiêu năm mà bự với anh Phan? Cái này lâu lắm mà, bồ đề này chắc cũng cỡ là 7-80 năm đó. 7-80 năm ha. 7-80 năm ha. Rất lớn. Anh Phan gạnh chân rồi. Hay ha. Quá trời cây bự luôn mọi người. Tại vì cây này là không thường lại chùa hoài mà. Ít gì đây lắm. Trời đi mần người đi vô chùa Phật. Chùa Phật lắm, khi mình vô chùa Phật rồi mình khi mình xin cơm của Nico cũng được. Bởi vì mình đi vất vả lỡ đường đó. Xin cơm Nico rồi lắm khi mình cúng lại trong chùa. Xin cơm của Nico không ha? Cũng Nico không à người. Sao ông xin cơm của mà sư thầy mà xin cơm của Nico là sao ta? Dạ bởi vì thầy đi khỏi rồi. Có Nico chỉ là sai biểu. Sai biểu mấy đứa em tới đó. Nấu cơm rồi ai bữa cũ thì bữa. Bữa cũ với đàn ông mình đó. Hả? Nico thương nhiều lắm ha. Nico mình xin nhiều. Còn thầy thì thầy đi khỏi mình đâu xin nhiều được. Thầy có khi cơm mình ăn nói bây giờ thầy với Nico anh thích ai? Thì thầy với Nico ai là người mình cũng tôn trọng. Đúng mình rồi. Cũng quý mến hết. Là như vậy đó. Cho hết. Cho anh Phan anh quét xong ba này cái ảnh làm chuyện khác nữa rồi. Vui không chú ông? Rồi, vui chứ, vô đây đâu có buồn. Vui ha, mình trời. Còn quả là thấy lòng mình thảnh thơi nhẹ nhàng ha. Thì chú Út đã vô đây chùa thì chú Út tỉnh ngộ là như thế nào, chú Út chia sẻ cho cô chú anh chị được biết ạ. Tỉnh ngộ là khi mình được vô chùa quét dọn, khi mình cũng vui mừng với thầy hoặc đệ tử đi cô thì quét dọn vậy thì mình thấy là cũng vui vẻ lắm rồi, mình thấy không có chuyện gì mà để mình buồn. Vậy đi. Dầu nó nhẹ nhàng. Đó, quét dọn nó nhẹ nhàng. Đó là tự mình làm như là mình biết công quả trong chùa gì đó. Đó là mình làm cho có đức hạnh. Là mình không có buồn đâu, không có gì buồn đâu. Bây giờ quét cho sơ vậy đi không? Đi vô cho vô chùa là hành thẳng ha anh Phan. Hành thẳng không? Hả? Vô chùa thanh thản ha. Thanh thản. Chị nữa không? Vô chùa đây là còn nhớ U30 nữa không? Bà chị Hiền á. Nhớ cũng vừa thôi, vô đây thì bất nhớ một chút. Rồi để trả chỗ lại. Chỗ nào có nơi có chỗ đi. Đâu đó đàng hoàng ha. Đâu đó đàng hoàng đi. Rửa chổi luôn rồi. Chổi luôn, biết rửa chổi luôn. Rửa luôn cho sạch sẽ. Phơi nắng cho thầy đồ khô ráo. Rồi anh quay mặt lại, bữa nay anh nói với khán giả làm sao, anh đi vô chùa làm sao cho khán giả biết á. Ngước mặt lên. Anh nói làm sao? Bữa nay tới viếng thăm chùa Nico hoặc là đệ tử thầy tới cũng rất vui mừng, chào hỏi rồi cũng quét dọn trong chùa cho nó là được sạch sẽ để mà anh em ta thấy vậy là cũng không có ai buồn mà không ai là giận ai. Đó là con người mình cũng biết giác ngộ. Đó là mình sửa tấm tu tâm sửa tánh. Rồi nói bao nhiêu đi. Rồi anh chào khán giả đi. Chào khán giả. Gà giấu nó khó lắm. Hay quá.